Vâng, cờ đâu xin mến chào toàn thể các bác nhá. Thì hiện tại cũng là gần 7 giờ các bạn. Thì em mới chỉ đóng được lửa chỗ đơn hàng cho các bác thôi. Hôm nay toàn đơn lẻ cho anh em các bác thôi. Đơn đóng lẻ cho anh em. Giá công khai như ai cũng như ai không nhá. Của anh Thức này. Toàn bộ đơn lẻ nó sốt hết. Thì báo cáo bác là đồ lô loa DK bắt 30 là bên em là coi như là hiện tại là hết hàng. Hết hàng thông báo luôn, 2 năm còn ít. Thì 2 năm em chuyển vào trong Sài Gòn. Còn 30 đây là chỗ này thì mai em đã lọc sẵn rồi. Chỗ này thì mai em gửi cho anh em thợ này. Đặt trước 15 đôi đấy. Còn đâu là hàng em về đây. Hàng về được có 15 đôi thôi nhá. 15 đôi loa Out of Plan. Thì ngày kia em quay, thì mai đang trả, mai dọn lốt. Trả lốt đơn DK là hết lô. Chuyển được vào Sài Gòn được, chính ra là mai em chuyển vào Sài Gòn được có tầm 3-4 đôi loa bắt 30 thôi là hết hàng. DK đấy có cái hàng về đến 20, từ mai đến hết ngày 22 nhưng số lượng hàng không đủ. Trong này là một ngày rồi. Và đây là cái tình cảm của bác khách hàng gửi cho đơn vị Hướng Minh Auto. Và gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bác và anh em luôn đồng hành cùng cửa hàng em. Và đây cũng là động lực, cũng là niềm tin mà để Hướng Minh sẽ nhập về thật nhiều sản phẩm. Hàng báo cáo bác là hàng về liên tục nhá. Thì mai em rảnh em sẽ quay luôn Lola tiếp theo luôn, Auto Plan. Và tiếp theo nữa là có thể về luôn DK, tiếp DK nhưng mà chất neo, bát 25. Bát 25 hôm nay đoàn 325. Quên bật flash cho bác xem. Đây cho anh Tĩnh này, Sóc Sơn Hà Nội này. Giá công khai 65 nhá. Đây anh Tĩnh này. Tại vì có một cặp một. Đây của anh này, tối quá. 25 hôm nay em lại đóng chục đôi. Chúng đầy một xe luôn, gọi cho bưu điện là đầy một xe. Chúng đầy luôn đó. Đơn nhỏ và đơn bộ dàn. Có hai bác khách vừa đặt hai bộ dàn thì ngày mai em sẽ trả đơn nhá. Hôm nay em không trả đơn bộ dàn nào cả. Mai đóng toàn đơn lẻ thôi. Và một clip nhá, hình ở đây cũng gửi vào cái cho các bác nhá. Hàng các bác yên tâm là đi, em bọc xốp rất là cẩn thận này. Đây của bác nào đây? Của anh Cường, của Hoàng Mai Hà Nội, bác lười qua cửa hàng. Em gửi cho anh. Giá 9 triệu cộng có 200 nghìn ship. Của anh nào đây? Của anh Quyền này, ở Long An. Này.